Đặt cọc ngậm tiền như thế này, bảo sao bàn thờ thần tài mất hết tài lộc. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an trong sự nghiệp và cuộc sống. Quý anh chị thân mến, bản sắc văn hóa Việt Nam gắn liền với các câu chuyện, sự tích về các vị thần linh thiêng ở trên thiên đình hay còn được gọi là nhà trời. Trong đó, có lẽ không ai trong chúng ta không biết tới câu thơ quen thuộc gắn liền với tuổi thơ mỗi thế hệ. Con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh cóc thì trời đánh cho. Hình ảnh chú cóc từ lâu đã gắn liền với văn hóa đời sống tâm linh của mỗi người dân đất Việt. Và trong cuộc sống hàng ngày, ngay trên bàn thờ thần tài của mỗi gia đình, ông cóc hay còn gọi là thiềm thừ là linh vật không thể thiếu, ngụ ý mang đến may mắn, tài lộc và bình an. Vậy cách đặt thiềm thừ trên bàn thờ thần tài được các chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên như thế nào? Ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu về vấn đề này. Quý vị thân mến, từ xa xưa, ông cóc là một biểu tượng của sự chiêu tài lộc, được dân gian thường sử dụng như một linh vật phong thủy không thể thiếu trong gia đình hoặc trong không gian văn phòng làm việc. Nói về truyền thuyết loài thiềm thừ thì phải nhắc đến Lưu Hải Hí Kim Thiềm, hay còn gọi là Lưu Hải Câu Cóc. Lưu Hải là một vật thời ngũ đại, là một trong những đệ tử thân tín của Lã Độ Tân, một trong những bát tiên. Ông là người nghĩ ra việc đúc tiền để giúp dân chúng dễ dàng mua bán trao đổi. Lưu Hải là một người thích chu du thiên hạ để trừ diệt yêu ma, cứu giúp những người nghèo khó, những người gặp khó khăn. Thiềm thừ là một con yêu quái chuyên được ức hiếp dân lành, do đó mà Lưu Hải đã thu phục nó. Trong lúc giao tranh, thiềm thừ bị thương và gãy một chân và chỉ còn ba chân. Từ đó, thiềm thừ đi theo Lưu Hải tu hành, làm việc phúc. Đi đến đâu gặp những người khó khăn cần giúp đỡ, nó lại nhả tiền vàng để cứu giúp. Do vậy mà về sau, trong dân gian có bức tranh Lưu Hải Hí Kim Thiềm vẽ nên một ông tiên tay cầm sâu tiền và đi theo có một con cóc ba chân. Người ta nhận thấy rằng khi có thiềm thừ xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó là sự báo tin của gia chủ sẽ nhận được sự giàu có, phú quý. Vì vậy, cóc ngậm tiền được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Trong văn hóa thờ cúng, chúng ta thường thấy được linh vật ông cóc được đặt trong không gian thờ cúng của bàn thờ ông địa, thần tài với một ý nghĩa rất lớn. Đó là ngoài việc bảo vệ, giữ của cho không gian thì ông cóc còn là một biểu tượng chăm chỉ khi hàng ngày kiếm tiền tài đưa về cho gia chủ. Ngoài ra, ông cóc cũng thường được đặt ở trên bàn làm việc, ở văn phòng, phòng khách của gia đình. Theo truyền thuyết thì cóc vàng ba chân có khả năng chuyên đi nhà tiền để cứu giúp nhân gian. Vì thế, nó được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự phát tài, là cóc chiêu tài lộc. Đặc biệt, cóc vàng có ba chân không giống như cóc bình thường, nó là biểu hiện của sự may mắn trong cuộc sống. Vì thế trong cuộc sống, nhất là trong kinh doanh, người ta thường hay bày trí tượng cóc thiềm thừ ngậm tiền tại các cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, siêu thị với mong muốn buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt, tút được nhiều tài lộc, thu nhiều lợi nhuận trong buôn bán. Cóc vàng ba chân trong phong thủy còn là biểu tượng mang tới sự an lành cho gia chủ, có khả năng hóa hung thành cát, hóa giải các điểm xấu. Chính vì thế mà theo quan niệm của người Trung Hoa thì ở giếng hoặc ao hồ nhà nào mà có nhiều cóc trú ngụ thì tức là gia đình bạn sẽ tránh được những điều xấu, những hiểm nguy tai họa. Nói về nguồn gốc, thiềm thừ là linh vật có hai vai trò, một cho sự giàu có và thứ hai là làm tan linh hồn của ma quỷ. Thiềm thừ cóc ba chân luôn ngậm đồng tiền trong miệng, có năng lực chiêu tài rất mạnh. Phong thủy cóc linh vật là rất hiệu quả. Đến nơi cóc ba chân, tất cả các kho báu làm giàu, người làm kinh doanh với các cửa hàng đặt cóc sẽ tích lũy sự giàu có, không giống như các linh vật khác. Vai trò của cóc thiềm thừ cũng được áp dụng cho một số sự kiện tài chính nhất định, chẳng hạn như xổ số, cổ phiếu, sòng bạc. Thiềm thừ đặc biệt ngoài chuyện ba chân ra còn có cả một chòm sao đại hùng tinh ở trên lưng. Thiềm thừ hay được trình bày theo dạng một chú cóc ngồi trên một đống châu báu, tiền bạc, vàng thỏi và ngậm tiền trong miệng.
Kim thư là một trong những vật phẩm phong thủy đem lại cả vận may lẫn tiền tài cho gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, kim thư rất có năng lực chiêu tài. Ngoài ra, vật phong thủy này còn có khả năng hóa sát tiểu nhân. Chính vì thế, đặt kim thư thường được đặt ở bàn thờ thủ địa, trên quầy thu ngân, trên bàn làm việc, bàn lễ tân của công ty. Bên cạnh việc thu hút tiền tài, châu báu và sự bảo vệ, kim thư còn giúp gia chủ ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc. Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc sở hữu một chú cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền đều được tin là có sức mạnh siêu nhiên, đầy quyền năng, có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống. Cóc ngậm tiền thường được xem như một chú cóc chúa, sau đó nó phải được đặt trong phòng khách hoặc ở phòng kinh doanh, trong cơ quan. Đặc biệt, vị trí phù hợp nhất chính là đối diện chéo với cửa ra vào chính. Góc chéo đó chính là vị trí tài vị của căn phòng. Không được đặt kim thư trong phòng ngủ hay nhà tắm, bếp và cũng nên tránh việc đặt sát cửa ra vào vì nó có ý nghĩa là đem tiền bạc ra khỏi nhà. Vậy hình dáng của ông góc kim thư này ra sao? Đầu tiên, qua sự tích kim thư thì chắc hẳn chúng ta ai cũng biết ông góc này có 3 chân. Ngoài ra thì ông cóc còn có 7 nốt sần trên lưng. Đây là một trong những nét rất đặc trưng của ông cóc 3 chân. Dù cho ông được tạo nên bởi chất liệu gì thì yếu tố cần vẫn phải có 7 nốt sần trên lưng theo đúng hình dáng của chòm sao đại hùng, bắc đầu thất tinh, nằm hướng cực bắc. Không chỉ có vậy, trên đầu ông cóc có hình lưỡng nghi, bạn có thể thấy được rõ nét đặc trưng này, đặc biệt trên các sản phẩm được làm từ đá hoặc composite trong đặc. Và đặc biệt, trong miệng thiềm thư ngậm đồng tiền cổ, bên cạnh lưng có mang 2 sâu tiền với ý nghĩa đem lại tiền tài cho gia chủ. Những ông cóc chăm chỉ với hình dáng cõng tiền và ngậm tiền tạo nên hình ảnh mang nét phong thủy tài lộc. Không chỉ có ý nghĩa đem đến tài lộc cho gia chủ, cóc ba chân còn có một ý nghĩa rất lớn trong phong thủy, đó là bảo vệ gia chủ được bình an, khỏe mạnh. Đó là nhờ vào nét đặc trưng của hình lưỡng nghi trên đầu của ông cóc. Nếu bạn đặt bàn thờ ở vị trí kinh doanh, hãy đặt thêm ông cóc để ông trang trí ngậm tiền và phù hộ cho bạn. Với những ý nghĩa mang đến sự may mắn như vậy, chúng ta nên đặt ông cóc ba chân theo hướng quay vào bàn thờ với ý nghĩa là hàng ngày cóc sẽ đưa tiền tài và của cải về cho gia chủ. Vị trí tài lộc nhất để đặt tượng cóc là đặt hướng đông nam, được coi là hướng tài lộc cho bạn thu hút tài lộc, tiền tài, may mắn. Còn nếu bạn muốn thăng quan, tiến chức thì lựa chọn hướng bắc để đặt cóc. Cả hai trường hợp này vẫn phải đảm bảo cóc quay vào trong nhà. Cóc ngậm tiền tuy rằng đại diện cho tài vận nhưng cũng là một loại sinh vật. Cóc sống dưới nước cần có thủy nuôi dưỡng nên đặt ở vị trí có thủy vượng để thúc tài hiệu quả. Nhưng tránh đặt cóc đối diện bể cá hay hồ nước vì tài hóa thủy mà chảy đi mất. Cũng vì cần nước nên thiềm thư kỵ hỏa, thủy hỏa tương khắc sẽ phá tài vận. Một lưu ý nữa là chúng ta cũng không nên lau cóc nhiều lần. Mỗi năm chỉ được lau khoảng 5 lần vào các ngày âm lịch mùng 6 tháng 2, mùng 2 tháng 6, 14 tháng 7, 12 tháng 9 và 22 tháng 12. Nhiều người thường sáng ra thì quay ra ngoài cửa, tối đến mời cho quay vào trong nhà. Đây được coi là việc sai lầm trong phong thủy khiến tài lộc bị xua đuổi vì những linh vật phong thủy, đặc biệt là cóc phong thủy, một khi đã khai quang. Mua cóc về, bạn nên chọn ngày đẹp để khai quang điểm nhãn cho linh vật, để nó chỉ phù hộ cho mình bạn. Sẽ khiến cóc mang hết tài lộc của bạn đi, khiến bạn hao tiền, tốn của. Với công ty, văn phòng, cửa hàng, tương tự có thể để ở hai góc nhà, bàn thờ thổ địa, theo hướng quay vào trong bàn thờ, bên tay trái, theo hướng nhìn vào, hoặc để trên quầy thu ngân, cũng theo hướng nhìn vào nhà. Không được để vật gì che mắt cóc, điều này sẽ làm cản trở đến việc cóc quan sát chủ nhân của nó để phù trợ cho chủ nhân. Vị trí nơi đặt cóc cũng phải đảm bảo sự sạch sẽ, thoáng đãng. Một số vị trí cực kỳ kiêng kỵ khi đặt cóc ngậm tiền. Trong phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh, nếu đặt ở những vị trí này, thay vì mang đến tài lộc thì cóc lại trở nên hung dữ, mang lại vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp của gia chủ. Do đó mà nhiều người vô tình để cóc ở đó đã gặp những điểm xấu. Thiềm thư là một linh vật thông nhân tính, do đó khi mua cóc về, bạn nên khai quang, điểm nhãn cho cóc thì cóc sẽ chỉ bảo vệ cho mình bạn. Quy trình khai quang khá đơn giản,
bạn có thể tự làm, hoặc nếu cảm thấy khó, có thể nhờ thầy cho ngày đẹp để khai quang. Đầu tiên, gia chủ cần xem ngày tốt xấu và cần lựa chọn một ngày đẹp, tắm rửa sạch sẽ cho thiêm thư. Theo các chuyên gia về phong thủy thì cần lấy nửa thùng nước giếng, lấy tiếp nửa thùng nước mưa, có thể thay thế bởi nước thanh tịnh sạch sẽ. Sau đó, đổ vào đồ chứa đã chuẩn bị từ trước. Đồ chứa đó phải sạch sẽ rồi đặt thiêm thư vào nước ngâm 3 ngày, 3 đêm. Khi đủ thời gian, lúc lấy ra dùng khăn bông lau sạch khô thiêm thư và lấy một ít nước chè, nước trà vẩy vào mắt tượng cóc ba chân. Đây được coi là khai quang điểm nhãn theo tử vi thiết kế kiến thiết kiến trúc. Tượng cóc ba chân thông nhân tính, vì vậy khi khai quang đặc biệt nhất chỉ có mình ở đó. Tượng cóc ba chân sau khi khai quang, người tiên phong nó nhìn thấy là bạn sẽ mãi mãi phù hộ bạn. Quý vị thân mến, hy vọng qua những thông tin vừa rồi chúng ta đã hiểu được về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của ông cóc thiềm thư được đặt ở trên bàn thờ thần tài. Từ đó tìm được vị trí thích hợp để đặt thiềm thư mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Mọi thông tin chi tiết hay thắc mắc về vấn đề phong thủy thần tài, quý khán giả hãy liên hệ ngay tới số hotline 0327726336 của chúng tôi. Thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ giải đáp tới quý vị một cách nhanh nhất. Hãy nhấn chuông để đăng ký và nhận thông báo khi có video mới nhất. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau.